người làm bạn tổn thương họ có suy nghĩ gì về bạn. Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên và thông điệp có thể là bạn cần nghe. Và đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực và cởi mở nhất. Sau đây là trải bài chia sẻ cho các bạn điều mà những cái người đã gây tổn thương cho bạn, họ muốn bạn hiểu và họ muốn bạn thấu hiểu những cái gì mà trong tâm tư suy nghĩ của họ sẽ được gửi qua trải bài này. Trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài này. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã xem trải bài này và họ muốn gửi cho bạn điều gì. Đó chính là câu "Có lẽ vậy", vì đây là trải bài tiếp theo cho trải bài mình chia sẻ với các bạn là họ có hối hận khi làm tổn thương mình hay không. Thì câu trả lời của họ đó chính là maybe, là có lẽ. Mình rất tiếc khi biết rằng là bạn với họ không còn mối quan hệ với nhau nữa. Có vẻ như bạn đang cảm thấy rất là buồn và tổn thương trước những hành động họ đã gây ra cho bạn. Ở đây có thể ý của họ là họ không chắc chắn về việc tình cảm của bạn và họ, và họ có hối hận hay không về quyết định của mình. Có thể họ muốn nói rằng họ cảm thấy tội lỗi vì đã làm tổn thương bạn, nhưng mà không chắc chắn lắm. Bởi vì họ mong muốn là mình đúng mà, họ giữ cho mình đúng. Họ không thấy sự trong sáng và bình yên ở nơi của họ, bởi vì họ bị vấy đục bởi chính con quỷ Satan đã điều khiển họ trong những đam mê mà mình chia sẻ cho các bạn trong trải bài. Mình để link ở bên dưới các bạn xem. Và họ cũng không có chắc chắn bởi vì cảm xúc lẫn lộn hoặc nghi ngờ về quyết định của mình. Có thể họ vẫn quan tâm đến bạn, nhưng nhận ra là hai bạn không có hợp nhau nữa. Họ có thể là họ sợ mất bạn, nhưng cũng không có hài lòng ở trong mối quan hệ này. Có rất nhiều lý do để diễn ra cái việc này. Mình biết là khó chấp nhận lắm, nhưng mà đôi khi chúng ta không nhận được sự kết thúc như mong muốn từ người yêu của mình đó. Đôi khi chúng ta phải tự chữa lành vết thương của mình và bước tiếp, bởi vì bạn xứng đáng được ở bên cạnh một người chắc chắn họ yêu bạn và yêu bạn hết lòng. Để mình sẽ lấy thêm một lá bài nữa, xem thật sự là họ có hối hận hay không về việc này. Hình như cái người này hơi khá cứng đầu nha các bạn. Và họ muốn gửi các bạn lời gì qua cái trải bài này, xin kết nối năng lượng. Họ muốn gửi là bây giờ không phải là thời điểm để mà họ hối hận. Qua cái câu này, có thể họ muốn nói các bạn rằng cái thời điểm này không phải phù hợp, không thích hợp để họ giải thích cũng như hối hận. Họ muốn trì hoãn cái việc này bởi vì họ không có đối mặt với nhân quả. Họ chưa có đủ trưởng thành để phát triển mặt cảm xúc, biết cái nào đúng không, đúng hay là sai. Bây giờ không phải lúc họ tranh luận việc ai phải chịu trách nhiệm, mà họ cần là cần phải tiến tới những cái mới, những cái đam mê của họ, muốn bám sát vào cái người mà họ đã bỏ bạn đi. Bởi vì họ thấy cái tầm quan trọng lúc này là cái việc là ồ bây giờ có sao cũng chẳng sao, và họ đã làm rồi. Và họ nói làm sao để họ có biết rằng bây giờ có phải là thời gian để họ hối hận hay không. Bởi vì một cái đau khổ tổn thương là bạn chịu mà, tại sao phải dành cái thời gian để mà hối hận về chuyện này. Cái thời điểm này họ đang bị quỷ Satan dẫn dắt họ vào cái đường tội lỗi dục vọng, thể hiện cho thế giới vật chất về tình dục, vì nghiện ngập về rượu chè tùm lum tà la luôn. Nó cuốn họ đi rất là nhiều rồi. Thời điểm này họ bùng nổ và tận dụng cơ hội để tận hưởng những cái khoái lạc đó trong cuộc sống. Do đó họ không có thời gian để nghĩ đến cái việc hối hận đối với bạn. Thiệt sự nghe nản cái người này dễ sợ luôn các bạn, mình không biết làm sao luôn á. Để mình cố gắng sẽ lấy thêm một cái thông điệp của Oracle, xem thử xem cái bài học họ muốn là cái gì trong đây. Bởi vì cái người này thật sự là cứng đầu quá các bạn ơi, mình không biết tại sao bướng bỉnh vô cùng. Mình sẽ lấy xin kết nối năng lượng của vũ trụ cho mình kết nối vào trải bài này để thấy cái thông điệp và thực sự mà họ cần phải biết là gì. Đó chính là họ bắt đầu muốn tìm hiểu là mối quan hệ giữa bạn và họ là như thế nào. Có thể những về đêm về, đôi lúc mà quên những cái bận tâm về cái vật chất, lúc mà họ tịnh tâm nhất, họ có thể nghĩ về bạn. Họ bắt đầu nhận ra và đánh giá về cái mối quan hệ của bạn và họ là như thế nào. Họ thấy là những cái mối quan hệ này nó thật sự là sâu sắc, thấy bạn có ý nghĩa đặc biệt đối với họ dữ lắm.
so với những cái gì bên ngoài. Họ hiểu được rằng là bạn đã hết lòng vì họ ra sao. Khi mà họ biết về bản thân của mình là cần cái gì, muốn gì á, thì họ mới thấy được sự tương tác với bạn. Bởi vì khi mà sự mối liên kết hiểu được giữa bạn và họ, để họ biết là bạn cần cái gì, bạn cảm thấy thế nào về những hành động của họ, là lúc mà họ đã trưởng thành. Lúc mà họ thấy là đâu phải những cái bất hòa đó là cái bất hòa mà bạn muốn gây ra đâu. Không có lửa sao có khói. Tại sao lúc đó họ không có tìm cái điểm chung và bắt đầu cái mối liên hệ từ những điểm chung đó. Giống như là phải hiểu là mình từ những cái tích cực để mình phát triển hơn. Khi mà họ chịu trung thực và bạn cũng chịu lắng nghe, thì lúc này bạn và họ mới có sự thấu hiểu, một mối liên kết thật sự được diễn ra. Đây là cái điều rất thách thức cho tất cả các mối quan hệ sau này của bạn và họ luôn. Đó là cái điều cần phải thấu hiểu với nhau mới đến được một mối quan hệ thực sự là lâu bền nha các bạn. Cuối cùng cũng mô ra được cái tâm tư của người này, nội tâm giấu sâu bên trong đó. Họ thực sự muốn kết nối với bạn đó, chứ không phải là không đâu. Khi xưa, nhưng bây giờ bị là bị đam mê quá rồi, quên hết tất cả đường về rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một lá bài Oracle của thông điệp vũ trụ muốn gửi các bạn là gì ha. Kết nối năng lượng của các bạn trong lá bài này, trân trọng biết ơn thông điệp vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Xin một cái thông điệp gửi cho các bạn lần cuối cùng trong cái trải bài này là gì. Chúng ta có lá bài. Thông điệp Oracle đó chính là: hãy để bạn bè giúp bạn. Một thông điệp rất là nhân văn nha các bạn. Có nghĩa là bạn nên cho phép hoặc chấp nhận sự giúp đỡ, hỗ trợ từ bạn bè. Có thể bạn đã trải qua một tình huống khó khăn, tổn thương, thử thách với nhiều. Đây là bạn cần sự trợ giúp để đối phó và vượt qua nó. Có thể bạn đang bị miễn cưỡng hoặc không có chịu nhận sự giúp đỡ từ người khác, tự xấu hổ về những cái chuyện mà bạn đã buồn, tổn thương, giấu kín và không biết tâm sự cùng ai. Đây là cái điều bạn không cần phải giấu ở một mình. Hãy để cho bạn bè, gia đình của mình giúp mình. Bởi vì tất cả cũng sẽ quan tâm đến bạn mà thôi. Bởi vì họ muốn bạn là bạn của họ. Họ muốn bạn là thành viên của gia đình. Khi bạn gặp khó khăn về tình cảm, hãy giúp bằng cách san sẻ, mình nói chuyện ra nhiều hơn, để mình có thể vơi đi phần nào. Hoặc bạn có thể comment bên dưới những trải bài của mình cũng được. Thật sự mình làm ra để cho các bạn có thể có nơi tâm sự buồn vui thôi. Chứ mình biết nó là một trong những cái điều rất khó để vượt qua, nhưng mà chúng ta cần phải vượt qua nha các bạn. Và bạn cũng có thể tìm cái người nào đó hướng dẫn hoặc đồng ý cho bạn có thể vượt qua cái vấn đề thử thách của mình gặp phải, chứ không để cho mình tự giải quyết hoặc xử lý nó. Thực sự lá bài thông điệp muốn bạn tìm sự giúp đỡ và khuyến khích từ người khác. Mong là bạn hãy sẵn sàng đón nhận cái sự giúp đỡ này. Đừng có ngại yêu cầu giúp đỡ, hỗ trợ từ người ta. Bạn không có sống một mình trong cuộc đời đâu. Bởi vì trong tôi có bạn và trong bạn có tôi. Bạn xem cái trải bài này, đây là một cái để cho bạn chữa lành và các bạn tìm được niềm vui trở lại, thấy mình cần sống sao cho tốt hơn. Mong là bạn tìm hỗ trợ từ người khác ha. Hãy thoải mái lên bạn. Bạn sẽ có những lời khuyên từ tất cả cái mọi điều mà đến với cuộc mình. Hãy chấp nhận và đón nhận những cái lời khuyên đó, giúp cho mình sống tốt hơn, quên đi những tổn thương của mình. Sao mình vẫn còn thấy mù mịt quá, để mình xin thêm một lá bài của Oracle. Xin kết nối năng lượng với trải bài này. Xin cho thêm một cái thông điệp gửi đến các bạn trong trải bài này là gì. Bạn ở đây có từ là tâm lý phụ thuộc. Mình không biết cái năng lượng trải bài nó ra nó trùng khớp từng lá bài một luôn. Kinh khủng khiếp vì năng lượng này. Khi mà bạn có tâm trạng tâm lý, trong mối quan hệ bạn có sự gắn bó mà không lành mạnh với người khác á, bạn bị sự kiểm soát thao túng bụng của thứ gì đó. Bạn khiến cho lòng tự trọng bạn thấp đi và bạn muốn chấp nhận được mong muốn được kết nối với người này. Bạn cố gắng đáp ứng nhu cầu của mình trước mặt người khác. Bạn bỏ bê luôn cảm xúc của chính mình, sở thích và mục tiêu của chính mình luôn, trở nên phụ thuộc vào nhu cầu của người khác. Bạn cứ sợ họ mất lòng không à. Bạn có cách lúc nào cũng muốn là phải có trách nhiệm với hành động, cảm xúc và hạnh phúc của người khác. Bạn để cho họ làm sai hoài à, và họ không cơ hội để họ sửa chữa luôn. Bạn chấp nhận và tự trách mình vì tại sao để cho họ buồn vậy. Bạn bỏ qua những cái nhu cầu của cảm xúc của chính bạn luôn.
Có thể bạn đặt nhu cầu của người khác lên trên bản thân của bạn, không biết chăm sóc bản thân của mình từ sức khỏe, hạnh phúc, chỉ để thỏa mãn cho cái người đó thôi. Một cái mối quan hệ toxic thật sự luôn. Hy vọng các bạn hãy thoát ra cái sự ảnh hưởng. Bạn phải cố gắng thoát ra thật sự nha các bạn. Và ở đây các bạn phải chú ý thêm cái năng lượng là có thể các bạn đã tìm cái niềm vui của mình trong những cái việc không được tốt. Bạn tạo những cái thói quen xấu trong việc của mình. Bạn bị lạm dụng vào cái việc đó quá nhiều. Nó đang ảnh hưởng đến cuộc sống lãng mạn của bạn, khiến cho tâm trạng của bạn bị thất thường, bộc phát dữ dội, gây nguy hiểm cho bản thân của mình và đối tác bởi những cái hành vi liều lĩnh của mình. Bạn từ chối nhận sự giúp đỡ hoặc thừa nhận là bạn có vấn đề. Mình mong là các bạn hãy vượt qua những nỗi buồn của mình. Cái gì cũng rồi cũng sẽ qua các bạn. Mọi thứ đều sẽ qua hết. Thời gian sẽ chữa lành cho tất cả chúng ta. Và chúng ta phải tin là như vậy. Bởi vì bạn phải biết sự tôn quý ở bản thân mình. Bạn yêu thương bản thân mình là mình sẽ có những cái mối quan hệ sau này rất là tốt. Đây là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn trong trải bài này. Hy vọng các bạn đừng có buồn nữa ha, vui lên. Tương lai ngày mai tươi sáng sẽ xảy ra đến với chúng ta. Ai ai cũng xứng đáng được hạnh phúc hết á. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Rất là biết ơn các bạn. Và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi dứt khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.